Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái bảng để treo đồ của IKEA có tên là Skydeck. Cái bảng này mình đặt mua ở cửa hàng IKEA bên Thái Lan. Bảng này được sản xuất tại Poland. Đương nhiên là được thiết kế của bởi IKEA Sweden. Bây giờ mình sẽ mở nó ra và gắn lên tường cho các bạn coi nhé. Còn cái này là cái hộp cài. Cái này là cái móc cài.